Xin chào các bạn, có rất là nhiều lý do để mang một mẫu laptop ra so sánh. Nhưng mà cái mà mình thấy nhiều nhất đó chính là việc mang một mẫu laptop chạy Windows thông thường ra so sánh với MacBook. Rõ ràng quá là khập khiễng vì đấy sẽ là họ tự trồng tự làm. Vậy thì câu chuyện sẽ ra sao nếu như cha đẻ của Windows tự làm laptop? Và đó thì cũng chính là chủ đề của video ngày hôm nay với hai nhân vật chính, đó chính là Surface Laptop và Surface Pro 7. Đầu tiên thì mình sẽ nói về Surface Pro 7, chiếc tablet chạy Windows mạnh mẽ nhất tính đến thời điểm hiện tại. Bản lề hay kickstand của chiếc Surface Pro có góc mở cực kỳ lớn, thế là các bạn có thể lựa chọn các góc sao cho hợp lý. Nhưng mình khuyên là mặc dù cái kickstand này có chất lượng gia công cực kỳ tốt, thế nhưng không vì thế mà các bạn lạm dụng việc mở bằng một tay quá nhiều lần. Vì nếu làm như thế thì lực nó sẽ chỉ dồn về một bên, ảnh hưởng đến độ bền. Nên mở bằng hai tay thì sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Xung quanh máy thì sẽ là những phần cạnh viền hay phần ốp vào, nó sẽ hơi có khoảng hở để máy có thể tản nhiệt một cách hiệu quả hơn. Chất lượng thì phải nói là cực kỳ ngon vì dù sao thì giá con này lên tới tận 50 triệu đồng cơ mà. Chuyển vào phần màn hình thì viền màn hình ở bốn góc hơi dày một tí, thế nhưng đây sẽ là thứ mà chúng ta cần để có thể sử dụng máy một cách hiệu quả. Đây sẽ là sản phẩm hướng tới sử dụng như là một chiếc tablet, thế nên là việc có bốn cạnh viền dày sẽ cho cảm giác cầm nắm tốt hơn so với việc là cạnh viền siêu mỏng. Chất lượng hiển thị trên màn hình phải nói là cực kỳ tốt. Màn hình có kích thước 12,3 inch, độ phân giải đạt 2736x1824. Chất lượng hiển thị khi đo đạc cũng rất tốt khi đạt tới 93% giải màu sRGB, 60% giải màu Adobe RGB. Delta E trung bình đạt 2.23 và độ sáng có thể đạt tới 500 nit. Chưa kể tới thì đây sẽ là màn hình tỷ lệ 32 cho việc tối ưu hiển thị hoặc là việc lướt web cơ bản rất là tốt khi so với các màn hình 16:9 thông thường. Về mặt cổng kết nối thì cuối cùng chúng ta đã có cổng USB Type-C, hỗ trợ giao thức Power Delivery và DisplayPort. Tuy nhiên thì có một số lý do liên quan tới bảo mật nên Microsoft vẫn chưa trang bị thêm cả giao thức Thunderbolt 3 cho sản phẩm này. Và ngoài ra thì các bạn vẫn có thêm một cổng USB Type-A, một jack audio combo và một khe thẻ SD nữa. Và dĩ nhiên thì không thể thiếu đó chính là cổng sạc Surface Connect bằng nam châm. Cấu hình phiên bản mình đang có ở đây được trang bị CPU Intel Core i7-1065G7, 10nm với 4x8 luồng, 16GB RAM LPDDR4X cho hiệu năng cao hơn nhiều khi so với LPDDR4 thông thường, 512GB SSD và đồ họa tích hợp Iris Plus. Thực tế thì với cấu hình này các bạn có thể làm được nhiều công việc đa dụng hơn. CPU 10nm của Intel mặc dù xét trên khía cạnh thông số thì chưa thực sự ấn tượng, nhưng CPU được sinh ra với mục đích và khả năng là tính toán xử lý dữ liệu nhanh, thế nên việc sử dụng hoàn toàn ổn mà không hề có bất kỳ vấn đề gì. Chuyển nhanh đến phần trải nghiệm thì khi sử dụng sẽ như thế nào? Đối với nhu cầu sử dụng của cá nhân mình thì sản phẩm này vẫn đáp ứng được cực kỳ tốt vì vốn dĩ sản phẩm này được sinh ra giống như một chiếc tablet, thế nên là vẫn được trang bị hai camera hỗ trợ Windows Hello. Việc sử dụng hai chiếc camera này thì cũng không có vấn đề gì. Cam trước vẫn có chất lượng tạm ổn, còn cam sau cho chất lượng chụp hình cũng khá là tốt. Cảm ứng bằng tay trên sản phẩm này cũng cực kỳ nhạy. Mình có sử dụng thêm hai sản phẩm của Surface là bút cảm ứng và bàn phím. Về mặt bàn phím thì kết nối phải nói là cực kỳ nhanh qua cổng nam châm, cắm cái là nhận luôn. Chưa kể đến thì còn được phủ một lớp vải Alcantara cho việc sờ vào cực kỳ thích. Chất lượng bàn phím thì không có gì phải bàn cãi, phím có độ nảy tốt, hành trình phím sâu. Touchpad tuy hơi bé một chút thế nhưng mà tracking cực kỳ tuyệt vời. Còn bút thì nó đáp ứng được tốt đối với nhu cầu sử dụng hàng ngày, nhưng mà nếu như mà ai có nhu cầu sử dụng để vẽ thì vẫn có độ trễ. Cái này thì là một điều dễ hiểu, thế nên là mình không có gì phải phàn nàn cả. Và đây thì là một hệ sinh thái của Surface, nên là các bạn có thể dính chiếc bút này lên bất kỳ đâu, từ bàn phím cover cho đến Surface Pro, gắn là nhận. Pin của máy cho thời lượng sử dụng gần được một ngày do phải gánh màn hình có độ phân giải cao và độ sáng lớn. Nếu các bạn điều chỉnh cho tối ưu lại thì một ngày làm việc theo mình không phải là điều quá khó khăn gì. Loa thì không cần bàn cãi nhiều, âm lượng lớn, các giải âm cách biệt, nếu như dùng để giải trí cực kỳ ổn, nếu như bạn có bật mắc dung lượng thì cũng không hề bị rè một chút nào. Sau chiếc Surface Pro 7 thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc Surface Laptop. Mình sẽ khẳng định với các bạn đây sẽ là mẫu laptop mình mua, hoặc là chỉ ít khi mình có đủ tiền mình sẽ mua, bởi vì mức giá của sản phẩm này nó sẽ gần tương tự với chiếc Surface Pro, cụ thể nó sẽ loanh quanh khoảng từ 40 triệu đến 50 triệu tùy từng phiên bản. Thì với gần đấy số tiền các bạn bỏ ra, các bạn sẽ nhận được một mẫu laptop có chất lượng hoàn thiện phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Với phần mặt trước là logo của Windows vuông vắn đặt ở ngay giữa này, thì tương tự với chiếc Surface Pro 7, thì với chiếc Surface Pro 7 thay vì được đặt ở giữa thì nó đặt xuống bên dưới chỗ cái phần kickstand này, và chất liệu cấu tạo lên cực kỳ tốt, sờ vào rất mịn tay, các mối nối cũng làm được cực kỳ trau chuốt. Và duy nhất một cái vấn đề trên các mẫu laptop kiểu là làm từ kim loại đó chính là vấn đề bám vân tay, và cái điều này các bạn phải chấp nhận. Tuy nhiên nó có một điểm ưu điểm ấy cực kỳ ngon là các bạn có thể dùng giấy lau đi cực kỳ dễ dàng. Mình không biết lý do tại sao, nhưng có lẽ đây là một bí quyết của Microsoft dành cho sản phẩm Surface thì sao. Chuyển đến phần màn hình thì dĩ nhiên phần mình sẽ được phủ kính toàn bộ vì đây là màn hình cảm ứng hỗ trợ đa điểm, tối đa là 10 điểm cùng một lúc, kích thước 13 inch, độ phân giải đạt
2256x105+4. Thực ra thì nghe nó hơi lệch lệch một tí bởi vì đây là màn hình 32 và cái kích thước cũng như là cái độ phân giải của Microsoft tối ưu riêng. Thì nhá, nếu như các bạn xét trên khía cạnh là lướt web này, đọc báo này, xem phim thì cái màn hình này nó cho chất lượng hiển thị hay là chất lượng xem cực kỳ tốt khi so màn hình 16:9 thông thường. Nếu mà không tin ấy, các bạn cứ thử sử dụng mà xem. Nhìn nó giống như kiểu là màn hình 14-15 inch chứ không phải màn hình 13 inch thông thường đâu, bởi vì chiều dài nó được tăng cường. Và khi đeo đạc, cái mẫu màn hình cũng chất lượng cực kỳ tốt, nó gần tương tự chiếc Surface Pro như này. Rồi, thì màn hình này nó sẽ phù hợp với các công việc như kiểu Word, Excel hay thậm chí là mình có thể làm Photoshop hoặc edit video nhẹ nhàng. Lưu ý nhá, edit video nhẹ nhàng thôi, các bạn không thể nào edit video quá mạnh mẽ trên cái mẫu laptop này được, bởi vì cấu hình nó vẫn phải trang bị mặc dù cao thế nhưng mà nó không phải để phù hợp với yêu cầu quá nặng nề. Được trang bị CPU Core 7 1065G7, 16GB RAM LPDDR4, 512GB SSD và dĩ nhiên không thể thiếu được đó chính là đồ họa tích hợp Intel Iris Plus, chịu năng đồ họa cao gấp đôi khi so với thế hệ tiền nhiệm. Thì với đồ họa tích hợp Intel Iris Plus, các bạn có thể chơi các tựa game nhẹ nhàng như kiểu Liên Minh Huyền Thoại hoặc là FIFA Online 4 không vấn đề gì cả. Còn với các tựa game nặng hơn, ta sẽ cần phải xem xét lại. Chuyển nhanh đến phần trải nghiệm, cảm giác khi sử dụng mẫu laptop này trong vòng một tuần liên tiếp thì mình đánh giá phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Chưa mẫu laptop Windows nào cho mình cái cảm giác sử dụng nó sướng như này cả. Bàn phím cho cảm giác bấm phải nói là cực kỳ ngon luôn. Hành trình phím sâu của cách giữa các phím hợp lý. Thì đây là màn hình có laptop kiểu 13 inch thôi, thế nó sẽ không cụm số được, nhưng không vì thế mà nó giảm đi cái ảnh hưởng trải nghiệm sử dụng của mình. Bởi vì mình không phải là một người sử dụng quá nhiều Excel, mình có giống như kiểu content creator thì việc đánh văn bản nó sẽ là phù hợp hơn. Vì nói chung ra thì nếu như các bạn cần một mẫu bàn phím bên ngoài này để có thể nhập lại văn bản thì chúng ta nên mua thêm một cái sản phẩm bên ngoài hỗ trợ, nó sẽ tốt hơn. Và chuyển tới phần trackpad, trackpad có thể nó không lớn được như MacBook, thế nhưng nếu mà so với laptop Windows thì nó vẫn rất lớn, cho cảm giác gì cực kỳ tuyệt vời, khả năng gia công cực kỳ tốt luôn. Mình phải nói là cực kỳ ấn tượng khi sử dụng chiếc trackpad này. Còn đâu thì về mặt cổng kết nối thì vẫn đầy đủ như bất kỳ tất cả những mẫu laptop hay các sản phẩm Surface nào, một cổng USB Type-C hỗ trợ giao thức Power Delivery và một DisplayPort, một cổng USB Type-A và cổng sạc Surface Connect. Cổng sạc Surface Connect này nó có lợi thế một cái, các bạn chỉ việc đặt cần vào nó hút và gãy ra nó bung ra luôn. Và nếu như các bạn nào mà chẳng may đi làm mà quên mang sạc, với cổng USB Type-C hỗ trợ giao thức sạc Power Delivery, các bạn có thể mượn cục sạc bất kỳ ai, miễn là cổng USB Type-C cắm vào nó có thể nhận được luôn. Mặc dù cấu hình phiên bản mình đang có ở đây được trang bị khá ngon đấy chứ, CPU Core 7 10nm 4x8 luồng, dung lượng cũng phải quá thấp khi ta có thể được 3.9GHz, mình hoàn toàn có thể làm được các cái phần mềm đồ họa nặng như kiểu là vẽ AutoCAD này, Photoshop này hoặc là edit video nhẹ nhàng với Adobe Premiere Pro. Tuy nhiên ấy, các bạn không nên lạm dụng cái vấn đề này, bởi vì dù sao đây mẫu laptop phục vụ cho cái nhu cầu gọi là làm việc đa dụng nhiều hơn là vấn đề kiểu làm việc chuyên cái việc nặng nề như vậy. Và pin trên cái mẫu laptop này khi mà mình sử dụng ấy, mình đã trông chờ nhiều hơn khi mà pin chỉ sử dụng được 6-7 tiếng và mình có độ sáng rất cao lên tận 500 nit, và mình thường để độ sáng 100%. Thì đối với những bạn nào ấy, sử dụng mẫu laptop này thì mình khuyên nên hạ cái độ sáng màn hình xuống, nó chỉ rơi khoảng độ từ 50-75%, thì khi đấy mình nghĩ mẫu laptop này vẫn có thể đáp ứng được một ngày làm việc dài. Loa của mẫu laptop này nó cũng tương xứng khi so với Surface Pro 7, âm lượng lớn, chất lượng nghe nhạc, xem phim hay thậm chí giải trí hoàn toàn ổn. Các bạn có thể sử dụng cái mẫu laptop để nghe nhạc trong văn phòng. Mặc dù nhá, đây là một sản phẩm có thể nói là gần như hoàn hảo, nhưng không vì thế mình đánh giá cao được, bởi vì một sản phẩm luôn có điểm yếu và điểm mạnh. Những cái điểm mạnh mình đã nói rồi, vậy thì điểm yếu trên mẫu laptop này ở đâu? Thứ nhất, nó đến từ vấn đề mức giá. Mức giá của nó hơi cao khi so với các sản phẩm khác. Đối với một người như mình ấy thì muốn mua cái mẫu laptop này mình cần phải trả góp, nhưng mà anh em không lo đâu, An Phát tính cách trả góp cơ mà. Và cái thứ hai nữa đó chính là về phần bàn phím. Bàn phím có nút nguồn, thay vì đặt riêng ra hay đặt ngoài cục, đã đặt chung vào trong phần bàn phím ngay cạnh nút xóa, thì cái này sẽ phụ thuộc vào mỗi người thôi. Mình thì cá nhân mình khi mới sử dụng mình cũng đã hơi băn khoăn một chút, thì sau khoảng một tuần trải nghiệm mình đã quen với cái này. Cái này thì nói chung là nó sẽ phù hợp với từng người dùng thôi, không phải có một lý do nào đó thì Microsoft mới làm cái điều này. Vậy thì tóm lại, vấn đề sẽ chọn mua Surface nào sẽ là phù hợp nhất. Nếu như bạn cần một sản phẩm tiện lợi mang đi mang lại trước công việc thường xuyên, hoặc cần một sản phẩm để người thân sử dụng, thì Surface Pro 7 sẽ là sự lựa chọn sáng giá, vì vừa có thể làm tablet, vừa có thể mua thêm bàn phím cover để biến thành một mẫu laptop. Còn lại, đối với Surface Laptop sẽ là sản phẩm hướng tới đối tượng người dùng sáng tạo nội dung, cần một sản phẩm có sẵn đầy đủ tính năng, mở lên và dùng được luôn, hoặc đơn giản hơn nữa thì thích cái nào mọi người sẽ chọn mua cái đó thôi. Đấy là chưa kể đến cục sạc Surface Connect đi kèm còn trang bị sẵn một cổng USB Type-A nữa để các bạn có thể sạc thêm cho thiết bị di động khác. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Đừng quên là like, share cũng như subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.